Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 36 điều, quy định cụ thể 22 nhóm hành vi vi phạm hành chính về đất đai. Đặc biệt, dự thảo đã tăng mức xử phạt, bổ sung xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với nhóm hành vi sử dụng đất sai mục đích, hủy hoại đất, lấn đất, chiếm đất, không tuân thủ các quy định chuyển nhượng quyền sử dụng cho thuê đất theo Luật Đất đai 2024, vi phạm về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất, vi phạm về cung cấp thông tin đất đai. Thực tế cho thấy, một hành vi vi phạm có thể cấu thành từ nhiều hành vi vi phạm trước đó. Do vậy, cơ quan soạn thảo phải đi đến cùng trong xác định hành vi vi phạm, có chế tài sắc bén phù hợp với thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương khi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.